Rồi, tiếp tục xuyên nghiệp ADK nhé bạn. Mình đã quay trở lại đây để nghiên cứu chế mấy cái đạn lông nách này đi ha, để đi bắt thú cho dễ. Nè, cần mấy cái đạn symbol không? Nè, cổ tích. Tập này thì làm bù lại các bạn. Bù lại hôm qua cho các bạn xem không? Uy tín luôn nha mấy ông. Để tập này mình sẽ đi bắt cái con phượng hoàng lửa cho nó phê không? Nhiều bạn kêu mình đi bắt cái con phượng hoàng lửa các bạn. Thì con phượng hoàng lửa trong cái map này nó cũng hơi bị đỉnh không? Cũng hơi bị ngon á. Thì để bắt được cái con phượng hoàng lửa đó là chúng ta phải có được cái con Parasaurus á, để xác định vị trí đó các bạn. Để đây mình chế cái đạn lông nách này đi, để bắt cái con Parasaurus á, nó dễ hơn không. Đây, con Bola luôn nè. Nhưng mà hết Metal Endot rồi các bạn. Nhà hết Metal luôn. Này gánh gỏi phải đi farm mới được. À, bên cái bàn fabricator còn 42 metal gót các bạn. Được á, đã khổ á. Ok, chế được thêm 21 viên nữa các bạn. Ổn áp luôn không ơi. Rồi, tổng cộng là 30 viên nha các bạn. Ok đó, 30 viên là dư sức để bắt cái con Parasaurus à. Mình cũng bắt cái con kiểu mà level thấp thấp thôi, chủ yếu là để cho nó xác định vị trí cái con phượng hoàng lửa thôi. Rồi đi nào, để gắng cố gắng bắt thử cái con phượng hoàng lửa trong cái thế giới này thử các bạn. Đây mình sẽ đi cái con gồng lửa đi ha. Cái con phượng hoàng lửa đó kiểu mà bắt bằng cách là kiểu đốt nó nha các bạn. Có thể là sử dụng tên lửa rồi, mấy cái cung mà bắn mấy cái tên lửa các bạn, hoặc là súng bắn lửa rồi. Nhưng mà ở đây mình có cái con gồng phun lửa nè, thì có thể là sử dụng cái con gồng này để bắt nó. Bây giờ quan trọng là mình xác định vị trí của nó thôi. Bây giờ mà kiếm đến cái con Parasaurus thì cũng căng à. Ở đây đây vừa mới khóc các bạn. Ôi, có hai con luôn chứ mấy không? Nè, có hai con luôn nè. Level 5. Thôi đi, giờ bắt mấy nhỏ này thì đợi nó lớn các bạn, bắt lớn luôn. Ok. Level 5 thì chắc bắn 3 viên đó, 3 viên là đi rồi. Rồi, một viên một luôn các bạn ơi. Cái bộ mình đánh giá nó hơi cao ha. một viên nhất. Có con Raptor lại kiếm chuyện nữa bạn, chuẩn bị nè. Hình như có con gồng mình ở gần đây cái nó không dám à. Rồi ok. Con này cứ tầm level 7 thấy ổn quá bạn. Tao thấy level 7 thấy nó kém quá vậy. Rồi con này 75 nè. Thôi bắt cái con kiểu mà level nó cao cao tí đi ha. Thấy level thấp quá thấy nó cũng hơi phèn phèn đó bạn. Sợ nó dò tí cái hết stamina. Đây để bắt con 75 đi ha, cho nó sang sang tí. Ồ, level 75 mà mình cũng kiểu bắn có hai cái là đi luôn thôi. Rồi, bắt mấy con này cũng nhanh thôi. Mấy con này dễ tay mà. Giờ thì chỉ việc là đợi cái bầu trời nó đổ lửa các bạn. Kiểu trời nắng nóng mà nó có cái biểu tượng màu đỏ luôn á, là cái con phượng hoàng lửa nó xuất hiện á. Rồi xong rồi chúng ta xác định cái vị trí của nó. Nói chung thì thấy mấy ông kia, mấy ông hướng dẫn ở trên YouTube các bạn,
thấy thì cũng đơn giản á. Kiểu cái con Parasaurus này nó dò có cái dấu báo màu đỏ đỏ các bạn. Thì mấy ổng xây cái lồng ở chỗ đó. Là hồi là cái con Phượng Hoàng Lửa nó spawn ra. Nhưng mà cái này mình chưa test thử à. Thì mình test thử ở trong bản game mà thử nó đúng vậy không ạ. Rồi, 112 cấp luôn các bạn. Quá được luôn. Đây nè. Giờ về chế cho nó cái yên ha. Xong lên đường luôn rồi. Nói chung là có gồng lửa rồi bắt con đó rất là dễ các bạn. Nhưng mà không có gồng lửa là hơi mệt á. Không có gồng lửa là phải chế tạo súng lửa hoặc là cung tên lửa. Nói chung là chế rất là tốn nha bạn. Tốn má ơi luôn á. Nè. Cái tên lửa này các bạn. Cái tên lửa là phải chế cái lọ rồ be lạnh đó bạn. Đây, phải chế cái lọ này ha. Cần sáp, sulfur với lại oi các bạn. Farm cũng điên điên á. Nói chung đi farm thì được thôi nhưng mà nó hơi cực. Còn có ngọn lửa thì chúng ta cứ việc gặp nó thì phun các bạn là bắt được luôn rồi. Yeah. Rồi, yên của Bara sâu đất các bạn. Hết gỗ. Nhà kiểu mà khan hiếm gỗ luôn rồi. Rồi, chết được yên nha. Giờ nhà mình kiểu bây giờ hết nguyên liệu rồi. Gỗ bọng gì, metal gì hết láng hết rồi. Không còn gì. Đây, để cái yên như nào. Rồi nhấn chuột phải nha các bạn. Đó, nói vậy đó. Thì khi nào mà nó phát hiện đó cái dấu đỏ đỏ gì đó các bạn. Nè là chừng nữa là cái con phượng hoàng lửa nó sẽ xuất hiện ở đây nữa bạn, thấy nó hơi ảo ảo không. Kiểu mà nó xuất hiện cái dấu chấm đỏ đỏ các bạn là mấy ổng xây cái lồng không, là chừng nữa trời nắng đổ lửa các bạn là cái con phượng hoàng lửa nó sẽ xuất hiện cái chân đó, thấy nó cũng hơi ảo ảo. Dạ dạ cắn nó đi. Ừ. Xem tí nữa cho sói nó báo rồi. Rồi, để cho mấy con này chế độ nuôi trồ luôn các bạn. Lỡ bấm hết sáo lộn cái nó đi tùm lum hết. Kêu đi một đống luôn các bạn. Cời bà nó luôn đi ha. Giờ chúng ta lo mấy cái nhiệm vụ quan trọng thôi. Rồi, nhắn nó ra các bạn. Anh về lấy thêm mấy bình nước nữa đi ha, cho nó chắc. Đường nhé bạn. Rồi, giờ lên đường nhé bạn. Để tới khi nào mà cái bầu trời nó nóng đổ lửa bạn thì lúc đó cái con phượng hoàng nó sẽ xuất hiện à. Lúc đó mình sẽ check vị trí.
Giờ chúng ta sẽ bay qua cái khu sa mạc ngoài này các bạn để kiếm mấy con khủng long mới thử không. Cái khu này là hôm trước là mình cũng đã bay qua rồi các bạn, nhưng mà vẫn chưa thấy mấy con khủng long mới à. Bây giờ bay tiếp thử chỗ chu xanh này. Hôm trước là chúng ta bay ra đây farm mấy cái polymer đó các bạn. Bây giờ mình bay lên thử cánh ở trên đây thử à, coi gặp mấy con khủng long mới không. Với lại ra ngoài này là cũng gần gần mấy cái vị trí hay spawn mấy con phượng hoàng lửa các bạn, nó cũng hay spawn ngoài này nè. Nhưng mà mấy con đó kiểu trời nắng đổ lửa các bạn, nóng mà đổ quét luôn chúng ta mới thấy à, nóng mà đổ quét luôn nó mới spawn được ha. Ôi đây nè bóng ơi, ui hai con luôn các bạn ơi, quá dữ quá dữ. Nè cái con khủng long mới mà mình nói với các bạn nè, kiểu nó chở nguyên cái đảo luôn các bạn, quá xịn luôn. Mà con này bắt nó sẽ rất là khó nha. Đây mình có thể là đáp ở trên người nó được luôn các bạn, nó nhìn xịn sò chưa, con này có thể bay được luôn các bạn. Thì cái con này mà để bắt được nó các bạn là chúng ta phải bỏ cái linh hồn của con khủng long của mình chết đó vào trong này nè, đó bỏ vào trong này ha. Thì khi mà bỏ vào rồi các bạn, nó sẽ xuất hiện mấy cái con cần cờn đó, nó bay lên nó tấn công ha. Nhiệm vụ chúng ta là kiểu mà phải tiêu diệt mấy con cần cờn đó. Thì tiêu diệt chàng nào nó đầy cây á là sẽ tem được con này ha. Rồi hình như là không được nữa các bạn ơi. Ở đây mình giữ ép vô thì có thể là mở được cái túi đồ đó các bạn, cái inventory nè. Nhưng mà ở đây nó có cái dòng thông báo các bạn là mình phải mua cái Boston Talet gì đó các bạn, là cái DLC á, 700 mấy ngàn á mới có thể là tem được con này. Ui căng vậy. Vậy là con này không lẽ không tem được, bạn phải mua DLC mới tem được hả? Chán rồi. Phải mua mới được các bạn. Tào lao luôn. Bắt tôi mua à? Hay là mình sử dụng lệnh for tem các bạn. Nhưng mà cãi đi ha, cứ từ từ đi ha. Quên đem cái linh hồn theo à. Để tí nữa mình đem cái linh hồn theo ra thử các bạn, test thử á, coi có thuần hóa được không. Không thuần hóa được thì mình sẽ for tem con này các bạn. Con này level mấy đây? Level 1 à. Hình như mặc định mấy thanh niên này level 1 của các bạn. Đó là, hồi nãy thấy hai con mà. Ôi, ở gần đó mình có được cái hiệu ứng gì nè bạn, hiệu ứng tăng máu vậy nè. Đúng không? Đã quá vậy. Ồ mấy con này nó lắc dữ lắm nha bạn, kiểu bài thấy nó cái là kiểu giống như nó lót vậy bạn, lắc má ơi luôn. Rồi ông này kiểu mà chở nguyên cái vườn chuối luôn bạn, con hồi nãy thì không có mấy cái chuối này, con này chở nguyên cái vườn chuối luôn. Cũng xịn nếu bạn, cũng xịn đó. Con này là có thể là xây nhà được trên người nó luôn à. Đây, thi lạc cô leo rồi. Con nên bắt cái con thi lạc cô leo đó không ta. Mình kiểm tra thế là level mấy nhỉ. Rồi, level 20 các bạn, khá là kém. Nãy quên mang mấy cái linh hồn theo thôi. Rồi, nhìn từ phía xa xa là thấy bão cát tới nữa rồi các bạn ơi. Ồ mày chuối. Bão cát kéo đến nữa các bạn. Wow, ở đây có cái khu gì nữa các bạn ơi. Wow, xịn quá vậy, cái tàn tích gì trong này nè. Mà kiểu mình trốn ở trong này qua được cái bão cát không ạ? Cái bao cát từ xa xa là nó kéo tới đó các bạn.
Tới rồi các bạn ơi, bão cát tới nữa. Tới nha bạn, tràn ngập không gian nè. Rồi, dính trưởng. Đúng là chỉ có khi nào bay ra ngoài cái sa mạc ngoài này mới thấy được cái bão cát này bạn. Ok, ở trong này cứ mà tránh được cái bão cát nữa bạn. Đó. Phải băng luôn các bạn. Đó, trong này kiểu mà cái bão cát nó màu xanh nữa bạn. Mà chúng ta kiểu mà tránh được á. Đó, ở đây núp được nè, cái game hợp lý vậy. Game thấy nó cũng logic quá ha. Mình ngồi núp ở đây là nó không bị nữa bạn. Kiểu ở dưới gió á, mình đi ra ngoài này thì bị nè. Game quá logic luôn. Rồi, giờ chúng ta đợi qua cái bão cát nữa bạn. Xong rồi đi tìm cái con phượng hoàng lửa nữa. Đợi trời nắng đổ lửa nữa. Rồi, bão cát đã qua nha bạn. Giờ phải đợi cho trời nếu mà nắng đổ lửa nữa bạn, chắc mình đứng đây mình slow mo luôn á, slow mo để cho nó tới cái giai đoạn nắng đổ lửa bạn. Để bắt thử cái con phượng hoàng lửa thử. Nó bão cát đã qua ha. Rồi đang slow mo nhớ bạn, bao biến. Đang sờ lô mô mà quỷ, mấy quỷ đó cũng là chính chuyện nữa. Rồi, nắng đổ lửa nha bạn. Mình kiểm tra thử coi. Trời 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 trời, chó gược. Ủa sao thấy nó báo đỏ đỏ gì từ lửa chứ nhỉ. Thấy nó cũng ảo ảo lắm nha bạn, này mình cũng không biết sao luôn á. Đó, mình cho nó tự động nó phát ra cái cảnh báo này. Đó, mình cho nó tự động cứ mà nó. À, đây nè, đây nè. Ủa đây nè các bạn ơi, tự động nó spawn ngay chân đây luôn nè các bạn. Nè, con phượng hoàng lửa nè, ui đẹp quá vậy. Cái này mình không biết xài cái con Parasaurus sao nhé bạn, nhưng mà kiểu nó tự động nó spawn đây luôn nè. Cái này kiểu mà may mắn nha, nè hên xui các bạn ơi, chứ lẽ ra là phải sử dụng cái con đó bạn mới phát hiện được cái vị trí á. Rồi tem con này thì chỉ việc là phun lửa vậy thôi các bạn. Rồi, nói chung là hên luôn đúng không ơi, mình đang mò kiểu mà coi nó phát hiện cái vị trí sao bạn. Đâu gặp nó đây luôn nè. Ăn mai. Quả này ăn mai á. Nhưng mà các bạn thấy cái con phượng hoàng lửa đúng đẹp không? Nhìn nó kiểu mà lửa nhìn chất lượng ghê à. Nó stamina rồi.
nhưng mà phải bắt lẹ lẹ nha bạn, không thì mình sẽ cút, còn mình không cút thì cái con đó nó cũng biến mất á. Hai cái đây mình phải xây cái này, bàn chè nắng đổ lửa thì đổi lại là mình kiểu mà muốn sắp mặt luôn á. Trời ơi cái gì vậy, nhà nhiều việc cơ không biết cái tình trạng này nữa. Quá con phương quang lửa bay xa chứ vậy, phương quang lửa bay quá xa rồi các bạn ơi, nắng nóng quá thì chịu méo nổi. Cũng cụ đói chết chắc nữa. Đây mình phải hồi sinh lại cái các bạn mới quay trở lại bắt em nó được. Rồi mấy anh kiến rồi, mấy anh kiến khổ sợ muốn chết luôn rồi còn vu theo nữa rồi. Trời ơi, mới đây cách đây 1000 mấy mét rồi, dữ vậy. Mới đây mà nó bay cách 1000 mấy mét nữa rồi. Chu cha mà ơi, không có chịu nổi luôn các bạn ơi. Bay cái gì mà bay dữ vậy ông nội. Trời ơi phun như cái gì vậy. Trời ơi hết stamina mà lại sắp sửa ngẫm cù tối nữa rồi các bạn ơi. Bét đâu, bét đâu. Thiếu gỗ. Rồi hồi sinh lại xong cái mắt dấu luôn các bạn ơi, chán đời thiệt chứ. Đúng kiểu khó bắt luôn các bạn, cái con đó nó bay như đúng rồi, đúng là phải nhốt nó lại các bạn, phải xây cái lồng á để nhốt nó lại á, khó xơi con đó thiệt. Rồi qua đợt nắng nóng luôn các bạn. Vẫn chưa hiểu được cái cơ chế của cái con phù hoàng lửa nó xuất hiện sao. Nói chung là hồi nãy là cái phát hiện được nó các bạn là may mắn thôi. Chắc mình nghĩ là kiểu lúc mà trời nó bắt đầu nó xuất hiện nóng các bạn, chắc là nó sẽ spawn ở gần mình. Mình có cảm giác vậy ha. Còn giờ là chắc nó biến mất rồi đúng không ạ? Giờ phải tự sát mới được. Cái bét hồi nãy rồi. Giờ tự sát hồi sinh lại cái cho nó hết chóng các bạn. Nắng nóng quá. Đợi đợt nắng nóng tiếp theo cho mày. Mình coi thử không biết cái con đó nó spawn sao. Mình không hiểu cái cơ chế của cái con
Cái con phù hoàng lửa đó nó xuất hiện sao luôn. Đó, chúng ta đi gọi vậy các bạn. Đây 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 nè. Nó cho đỏ đỏ này giống như của cái con Hylacoleo thế mày. Cứu tao với, cứu tao với bạn ơi. Cứu tao với, cứu tao với. Đó các bạn thấy không? Cái mà con này nó gọi nè. Nó hú lên nè. Đó chỗ đỏ đỏ, chỗ cái này giống như là mấy con kia nó đang quấn lộn đó rồi. Nó cứ sao sao á. Đúng không? Nó rõ ràng là nè. Cái con đó là nó đang cảnh báo cái vị trí của con chó sói á. Người sao biết vị trí nào là của con rồng? Tôi không hiểu game này nó là sao luôn. Chỉ còn cách là đợi cái lúc mà cái nắng đổ lửa nó nổi lên đó bạn, rồi mình bay vòng vòng mình chết đó. Thì hy vọng là gặp thôi. Chứ cái sử dụng cái con Parasaurus này là thấy no hope rồi. Không biết đường luôn, không biết đường xài con này luôn. Bạn nào xài thành công cái con này thì nó chỉ mình với. Tôi không biết cái tiếp xài cái con Parasaurus nè. Thấy mấy ông xây kiểu ảo lắm nha. Mấy ông chết cái vị trí đỏ đỏ các bạn. Cái lại xây hai cái foundation, cái xây cái lồng. Đó. Rồi xong cái một tí nữa là trời nắng đổ lửa lên là cái con phương hoàng lửa nó tự động nó spawn ở trong cái lồng đó luôn. Nó đỉnh lắm các bạn. Mình thôi, mình chịu thua. Bây giờ đợi trời nắng nóng lên đó. Rồi chúng ta bay vòng vòng chúng ta chết thôi. Giờ bắt đầu nắng đổ lửa nha các bạn. Giờ sao đây? Giờ mình chỉ còn ở đây này đây mà mấy ơi. Đúng rồi. Nè, kiểu mà khi mà trời bắt đầu vừa nắng đổ lửa là chắc chắn cái con phù hoàng này nó sẽ bay vòng vòng các bạn. Nó sẽ bon gần gần mình nha. Đó, đây là cái cách để mà chúng ta có thể kiếm được nó đó các bạn. Nè, đợi tí nữa là nó sẽ gần gần ở khu này nè. Nó sẽ biến mất. Rồi lúc đó mấy ổng sẽ xây cái lồng ở dưới này nè các bạn. Mình hiểu cơ chế các bạn ơi. Đó. Nè giờ là các bạn phải bay theo nó gì hoài nha. Đợi giờ nào hết nóng á, lúc đó nó biến thành cái nấm cho các bạn. Rồi lúc đó mới xây cái lồng. Hiểu không? Xây lồng nhốt nó vô. Rồi mới bắt. Khá khó nha các bạn. Rồi hiểu rồi, mình bắt đầu hiểu cái cơ chế của cái con quỷ, cái con phù hoàng lửa này rồi. Nó còn phun bắt gì thì nó khá là cực nha. 26%. Buông một cái là nó bay như siêu nhân luôn rồi. Quan trọng là hết stamina với lại sức của mình cũng không chịu nổi nữa bạn ơi. Ở đây chắc là phải tăng ít nhất là cũng kiểu phải 50 cái điểm sức chống chịu các bạn mới chịu nổi. Đây hồi là quỷ đó nó bay dữ lắm luôn. Hồi nãy là mình đã để hút nó một cái đúng không, hút nó một cái khó bạn. Nói chung bắt con này cũng khó, không dễ ăn đâu. Chỉ có cái cách là kiểu xây cái lồng á, rồi nhốt vô chúng ta bắt thôi. Cầm gồng mà bắt cũng khó thôi. Bay bay như siêu nhân. Rồi biến mất rồi. Đây nè, nó biến thành cái nấm cho tàn nữa các bạn. Đây nào, lúc này rồi phải xây cái ấy các bạn. Xây cái lồng nhốt nó lại. Đó, kiểu xây gì nè, nhốt nó lại không?
Rồi trước tiên là mình đặt cái bét đi. Chơi xong mèo nổi rồi. Sắp chết tới nơi nữa rồi. Còn con Parasaurus thì thôi cút luôn đi, mình méo cằn nữa. Đó, cái đợt nắng nóng tiếp theo là nó sẽ xuất hiện cái đó đấy bạn. Phải xây cái lồng nhốt nó lại. Chơi với lại con này kiểu mà tốn rất là nhiều mấy bạn. Tốn rất là nhiều bét đó. Rồi, chúng ta tự sát một cái các bạn. Có thể là xây cái lồng để nhốt nó lại nha. Ở đây là các bạn có thể là mang đồ các bạn để xây cái lồng nhốt nó lại á. Bạn nào muốn biết cái lồng đó sao thì coi trên YouTube nha. Mình ở đây có con gồng rồi, khỏi luôn không ơi. Tôi tự sát xong cái rồi đợi trời nắng đổ lửa lên đó. Mình bắt nó luôn. Kiểu sử dụng cái con gồng các bạn, bắt tiếp à. Rồi, ngay đây các bạn. Đó. Giờ nó ngay chăng cái vị trí này nè. Giờ đợi trời nắng đổ lửa lên ha. Thì chúng ta bắt nó thôi. Đó, nắng nóng đổ lửa nè bạn. Đó, thanh niên lại xuất hiện nha bạn. Đúng đỉnh luôn, y chang luôn các bạn. Nó bắt con này nó làm gì đúng không rồi. Đúng khó các bạn ha. Nó lần đầu tiên bắt con phượng hoàng rồi luôn các bạn. Cứ từng dễ ăn. Chơi này thì mang bét theo nhưng mà để thủ các bạn, mệt nghỉ luôn không ạ. Con phượng hoàng này chắc level cao các bạn, đó là tem nó kiểu nó hơi lâu. 50. Sáu mươi tám. Rồi sắp sửa thành công nha. Yeah, trời đất ơi là trời, mới lần đầu tiên các bạn cấp độ 60 nha các bạn. Lần đầu tiên trong cái cuộc đời này mình bắt được con phượng hoàng lửa cái map này luôn các bạn. Đấy, nói chung là đã hiểu cơ chế của con phượng hoàng lửa đấy các bạn. Đầu tiên là lúc cái trời nóng nha, là các bạn sẽ chết gần gần các bạn, nó sẽ spawn gần gần ở chỗ mình. Rồi lúc đó mấy ông chỉ việc là đi theo nó thôi, nếu mà chưa có độ á, rồi đợi cái lúc nào đó mà nó qua nắng nóng các bạn, là nó biến mất á. Rồi ngay chăng cái vị trí đó đó, các bạn mới xây cái lồng nhốt nó lại ha. Mà mình nghĩ là muốn bắt cái con này ở mắt này nên có cái con rồng lửa đó nha, để dễ bắt hơn. Cả tiếng nha các bạn, mới hiểu được quy trình của con phượng hoàng lửa nè. Wow, trời ơi, con này kiểu mà ấm áp này quá đẹp luôn các bạn ơi. Đó, nó chơi chiêu rồi, ui. Đốt, hơi bị dữ các bạn. Cái lại DLC này kiểu mà đẹp quá. Con này kiểu mà nướng đồ ăn là bao phê luôn á. Đẹp quá, các bạn thấy nhìn đúng đẹp luôn. Rồi. Không, đúng chắc phượng hoàng lửa đó bạn, chứ không giống như trong bản kia đâu, bản này nhìn nó mới đẹp mà. Bản kia nhìn con phượng hoàng lửa kiểu nó hơi ảo ảo à, bản này nhìn đúng xịn luôn. Cháy rồi, hình này kia bị đốt cháy rồi. Chiêu C là đập cánh như đó bạn. Cháy rồi. Wow, chiêu chuột phải là phun ra cái quả cầu lửa nha các bạn, rồi nó cháy vậy đó. Đó.
chó này luôn này. Chó thui, cày thui. Chiêu C mới thấy nhảy đam à, còn chiêu chuột phải là không thấy nhảy đam. Ồ, con này farm đá với lại Flynn đều được luôn này, ảo luôn. Chắc hiểu đúng không? Không thu cầu nữa các bạn. Này phải xây bét nữa. Nữa quá mày. Bét. Đúng khổ luôn bạn, chết hoài luôn. Nắng nóng này chịu mới nói. Thôi ok, như vậy là cái cách bắt phượng hoàng nó sẽ là vậy à. Bạn nào muốn bắt thì bắt thử các bạn. Ở cái thời tiết nóng này kiểu muốn bắt con này cực quá trời luôn. Chơi map này các bạn nên nâng cái sức chịu đựng các bạn. Lên tầm khoảng chừng 5-60 đi mọi người. Chứ không chịu không nổi đâu. Khó thật sự luôn. Nói chịu không nổi luôn. Mình xây rồi cả đống bét luôn. Ok, vẫn có thể thu cầu được rồi. Rồi, giờ chúng ta bay về thôi. Về nhà cái cho khỏe các bạn. Tập này bắt quỷ này đúng cực. Nhưng mà thấy này ngon á, này level 60 các bạn, bắt cái chừng trăm mấy chắc cũng hơi bị mạnh á. Để về tới nhà đi hết test. Rồi, về tới nhà luôn các bạn. Về tới nhà mình test cho khỏe. Gần nó xa nó chết hoài. Wow, về nhà quan sát kỹ mới thấy nè bạn. Thấy giờ không thấy giờ, trời ơi, lửa cháy luôn. Nhìn kiểu là đúng gực gỡ luôn bạn. Bỏ một mớ thịt vào đây là tha hồ, chúng ta có thịt nướng các bạn, cái này là như lò nướng di động. Đó, bỏ mấy thịt vào đây là con này khỏi lo chết đói luôn không rồi. Ui nặng gì vậy? Mà nặng quá là như là do nhân vật của mình nữa mày. Đây, bỏ tạm vào đó hết đi ha. Đó, à, ra 5 miếng thịt chín nữa nè mày. Đây, để test thử rồi. UC nào 89 đấy bạn. Chuột trái là đốt nó mới trừ hiện đam các bạn. Còn chuột phải là bắn nè. Bắn chiêu lửa quá đẹp luôn mà. Quỷ đó nó nhảy quá nhảy. Hồi trước mình nhớ con phượng hoàng lửa là nó có cái chiêu xây tròn tròn đó các bạn. Xây quả cầu lửa mà con này không có. Con này chỉ có chiêu bắn lửa vậy thôi. Đó.
các bạn thấy không, mình phải bắn cái lửa này là nó không có trừ, cứ mà nó hiện cái đam lên đó, nó chỉ trừ trừ vậy thôi, không biết trừ nhiêu. Đó, có mình bắn, có mình cắn bằng cái chiêu chuột trái bạn thì nó sẽ hiện đam lên rồi. Rồi, con này mình cứ tưởng nó là có được cái chiêu mà lửa chùm các bạn thì nó ngon. Còn nó có chiêu bắn này không thì thấy nó cũng bình thường lắm rồi. Có cảm giác nó không phơi bằng cái con gồng lửa luôn các bạn. Phải có chiêu sấy tròn tròn để đã ha. Rồi thôi, về nha các bạn. Nói chung là mình cũng đã biết được cái bí mật bắt cái con phượng hoàng lửa trong cái DLC này ha. Cũng không đơn giản lắm bạn, nhưng mà biết cách là được. Nói chung là để mình tóm tắt lại ha. Trời đổ lửa là nó xuất hiện thì các bạn chết vị trí gần gần các bạn, vòng vòng đó đó. Rồi xong rồi hết hết trời đổ lửa, hết trời nóng á thì nó sẽ biến mất và nó để lại cái vị trí. Lúc đó các bạn sử dụng cái con Parasaurus á để dò cái vị trí của nó. Nó sẽ là cái màu đỏ đỏ các bạn. Rồi lúc đó là xây cái bẫy á để nhốt nó lại. Bẫy thì các bạn lên YouTube tìm hiểu á. Rồi xong rồi cái trời nắng đổ lửa lại thêm một lần nữa, nó sẽ xuất hiện ngay trong vị trí đó. Nếu có cái bẫy thì nó sẽ bị kẹt vô đó. Rồi lúc đó các bạn sử dụng tên lửa, súng lửa đó bắt đó. Rồi nghĩ là để bắt đơn giản thì nên có cái con cồng lửa các bạn. Đó, cơ bản để bắt con này nó sẽ là vậy ha. Thôi rồi, tập này tạm thời dừng vậy các bạn. Sao chúng ta lại chiến tiếp nha. Để tập sau mình đem mấy cái linh hồn á, bắt thử cái con mới kia. Còn nếu mà bắt không được thì tôi sẽ sử dụng pho tem đại pháp các bạn. Để test thử con kia nó cho bắt không à. Chứ không là phải mua cái DLC với bạn 700 mấy ngàn mới tem được con đó, tào lao thiệt chứ. Hình như là cái con phượng hoàng lửa hồi nãy cái màu nó đẹp hơn đúng không bạn? Cái con này lửa nó màu vàng vàng nè, đúng không? Còn con hồi nãy hình như là lửa đỏ luôn bạn. Nhìn cái con lửa đỏ hình như nó đẹp hơn. Đúng chưa? Thôi, tập sau chúng ta chiến tiếp nha. Tập sau chiến tiếp các bạn.